Ở ván 1, Phoenix là đội có lợi thế hơn khi mà Wheeler đã làm tốt trong việc kiểm soát các mục tiêu như sông hư không và rồng trong giai đoạn đầu trận. Tuy nhiên, DK lại là đội teamfight tốt hơn khi chiến thắng ở pha giao tranh rồng 3 để cân bằng lại thế trận. Phút 23, DK có pha bắt lẽ thành công closer, từ đó mở ra con Baron đầu tiên của ván đấu. Nhưng rồi với những pha thi đấu sau đó, DK cũng không vươn lên dẫn trước quá nhiều nhờ Baron power play. Phút 31, mặc dù Lucid bị cướp mất Baron, nhưng rồi bằng độ tay to của mình, DK cũng không quá khó khăn để chuyển hóa cách biệt trước đó thành một chiến thắng. Họ nhanh chóng bắt lẽ thành công đối phương và tiến vào nhà chính Phoenix để kết thúc ván đấu sau 34 phút. Sang ván 2, DK trình diễn lựa chọn Twitter Fade đường trên trong tay Kingen nhưng cũng không quá hiệu quả trong giai đoạn đi đường. Nhờ vào xé tay dài của mình, Phoenix tiếp tục là đội có lợi thế sớm từ rừng và đường dưới. Tuy nhiên, Showmaker và Lucid đã kéo ván đấu về lại tại DK bằng những tình huống mở giao tranh tốt. Trên là 6.000 tiền sau 20 phút, dịp DK thi đấu rất lên tay, quét sạch Phoenix sau 23 phút thi đấu và có được Comaron sau đó. Chỉ cần thêm 3 phút để DK tiến vào hủy diệt căn cứ của bài cáo ở nền thắng lợi 2-0. Ở trận đấu sau đó, Genji cũng dễ dàng hạ gục đội tuyển nhóm dưới là Dragonex với tỷ số 2-0. Trong suốt lượt đi LCK, T1 là một trong những đội tuyển không có bất cứ thành viên dự bị nào trong đội hình. Theo thông báo mới nhất, đội tuyển này sẽ đăng ký cho Rose trở thành tuyển thủ dự bị trong đội hình của T1 kể từ lượt về của vòng bảng LCK mùa xuân. Đây được coi là yếu tố bắt buộc về tính chiến thuật khi mà Rose có vai trò rất lớn trong công tác huấn luyện, đặc biệt là cấm chọn trong những trận đấu của T1. Tuy nhiên, theo luật thi đấu của LCK, thành viên dự bị sẽ không có quyền tham dự vào quá trình cấm chọn trong trận đấu. Vì nguyên nhân đó, người đang đảm nhận vai trò cấm chọn là Rose sẽ không thể ra sân nhiều trước nữa. Thay vào đó, huấn luyện viên Koma hoặc huấn luyện viên Tom sẽ là người lên sân khấu và đảm đương quá trình cấm chọn của T1 kể từ giai đoạn lượt về. Cũng theo T1 tiết lộ, đội tuyển này định đăng ký tạm thời một thành viên ở đội trẻ và vị trí dự bị của đội hình chính. Nhưng đội trẻ của T1 cũng vướng phải lịch trình khá bận rộn nên Rose buộc phải trở thành thành viên dự bị trong đội hình chính. Dù chưa biết thay đổi này sẽ ảnh hưởng ra sao đối với nhà đương kim vô địch thế giới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận xét đây sẽ là một khó khăn mà T1 phải thích nghi trong thời gian tới. Bởi ngay cả chính T1 cũng phải thừa nhận những đóng góp của Rose trong mùa giải 2023. Chúng tôi cảm thấy rất đáng tiếc và biết ơn vì Rose đã nghe theo quyết định trở thành tuyển thủ dự bị vì những lượt cấm chọn của anh ấy đã giúp cả đội thành công trong mùa giải năm ngoái. T1 đã giành chiến thắng 2-1 trước Nottingham Forest vào hôm 21 tháng 2. Trái ngược với nhiều dự đoán, T1 để thua ván đầu tiên sau gần một tháng khuynh đảo khu vực. Đối đầu với đối thủ xếp ở nhóm chót bảng, nhưng đội tuyển xếp nhất đã gặp rất nhiều trục trặc ở khoảng thời gian đầu đến giữa mỗi ván đấu. Đêm ván 3, Faker đã tỏa sáng với Huy, giúp T1 lật ngược thế cờ. Với những pha xử lý tinh tế và sử dụng kỹ năng ảo diệu, đội trưởng T1 đã giành POG trong lần đầu tiên, khóa lại vị tướng mới trong sự nghiệp và khép lại game đấu 900 tại LCK một cách mỹ mãn. Là vị tướng 76 sử dụng tại LCK, Faker hài lòng với màn trình diễn của mình. Trong cuộc phỏng vấn trên sân khấu LOL Park, siêu sao đường giữa mỉm cười nói: "Theo quan điểm của cá nhân, tôi là người chơi hoài hay nhất thế giới." Câu trả lời này đi kèm với dẫn chứng thuyết phục của Faker ở ván 1 và 3 trong trận gặp Nottingham. Tính riêng trong ván đầu tiên, Faker đã gây ra hơn 31.000 sát thương lên tướng địch trong 28 phút và sát thương mỗi phút vượt hơn 1.000. Huy là một vị tướng mà toàn bộ kỹ năng định hướng của nó đều rất quan trọng nên chơi nó rất thú vị. Vì đây là vị tướng phức tạp nên tôi nghĩ sẽ rất hay nếu tập trung vào điều đó, đội trưởng của T1 chia sẻ. Thực tế, Faker đã duy trì sức ép khủng khiếp lên đội hình Nottingham ngay từ giai đoạn đi đường. Như pha giao tranh nhỏ lẻ đến cả các tình huống bước ngoặt late game, là tướng sở hữu nhiều kỹ năng nhất Liên Minh Huyền Thoại, nên Huy đã gây tò mò cho người chơi từ trước cả khi ra mắt. Người chơi Huy cần phải vận dụng nhiều yếu tố, quan sát sắc bén và đưa ra quyết định sử dụng chuỗi kết hợp chiêu thức thật nhanh thay vì chỉ có 4 phím Q, W, E và R cơ bản. Huy có tới 10 kỹ năng riêng biệt nên sự linh hoạt và đa dụng vừa là ưu thế vượt trội lại là nhược điểm cố hữu với nhiều người. Về Faker, anh đã tận dụng hết sức mạnh khổng lồ của Huy trong trận đấu cuối cùng của T1 ở giai đoạn lượt đi. T1 xây chắc ngôi nhất bảng với chiến thắng thứ 8 liên tiếp và có màn chạy đà không thể tốt hơn trước cuộc đại chiến viễn thông gặp KT Roster vào lúc 13 giờ ngày 24 tháng 2. Có thể nói lối chơi của Carrier đang mang lại sự thích thú cho người hâm mộ, nhưng cũng không kém phần hiệu quả khi mà nó phục vụ quá tốt chiến thuật Winland Wingame của cặp bot T1. Nhờ lối chơi độc lạ đó, lượng sát thương mà hỗ trợ T1 gây ra đương nhiên là vô cùng lớn. Theo đó, Kyria chính là tuyển thủ hỗ trợ gây phần trăm sát thương cao nhất trong tất cả những đội đang thi đấu tại giải, với tổng cộng 15,7%. Con số này còn cao hơn nhiều tuyển thủ đi rừng, và có lẽ chỉ chịu thua 3 vị trí sát thương chính theo meta, cũng như lối chơi của nhiều đội hiện nay là đường trên, đường giữa và xạ thủ. Tuy nhiên, thành tích của Kyria cũng phải nói là rất đáng nể.
Và có lẽ chỉ có mỗi T1 mới có thể tạo điều kiện cho các hỗ trợ sở hữu chỉ số ấn tượng này. Đa phần các hỗ trợ khác trong các đội LCK còn lại đều chỉ dừng ở một con số. Cá biệt có Delay, Kellyn và Bleta là có mức sát thương 2 chữ số. Tuy nhiên cả Delay, Kellyn và Bleta đều là dạng hỗ trợ có thiên hướng mở giao tranh với những vị tướng gây sát thương đa mục tiêu. Trong khi đó Kyria có thể chơi được rất nhiều kèo tướng khác nhau và bản thân anh cũng thường xuyên sử dụng sát thủ hỗ trợ ở mùa này. Cũng chỉ có ở T1 với sự ăn khớp của các thành viên cùng bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến, kỹ năng của từng tuyển thủ mới có cơ hội bộc lộ tối đa. Có thể nói Kyria sở hữu lối chơi biến ảo, một phần rất lớn cũng nhờ các đồng đội tài năng mà anh đang sát cánh. Trong trường hợp Nongshim, Kyria không thực sự quá nổi bật, tuy nhiên đây cũng là một điều bình thường khi T1 vẫn đang chăm chỉ thử nghiệm chiến thuật. Và rất có thể trong thời gian tới, nhiều lựa chọn tướng mới sẽ được Kyria trình diễn tại LCK mùa xuân năm nay. LCK là một giải đấu sở hữu lượng fan khá lớn trong làng eSports Liên minh huyền thoại. Cũng vì nguyên nhân đó, các đội tuyển Hàn Quốc thường xuyên tổ chức các sự kiện dành cho fan, qua đó kéo gần khoảng cách giữa tuyển thủ và người hâm mộ. Tuy nhiên không phải lúc nào các sự kiện này cũng nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng, ngay cả khi đây là dịp để bản thân gặp gỡ những tuyển thủ yêu thích của mình. Mới đây, KT đã bất ngờ tổ chức sự kiện giao lưu giữa tuyển thủ và người hâm mộ. Tuy nhiên thay vì tổ chức gặp gỡ để chụp ảnh và ký tặng như bình thường, các tuyển thủ KT lại phải nỗ lực chạy bàn tại quán nước do KT lựa chọn. Điều này khiến cho khá nhiều fan cảm thấy bức xúc, cho rằng đội tuyển này đã có ý tưởng quá tồi. Bởi hiện tại là giữa mùa giải, việc tổ chức sự kiện cũng phải xem xét rất nhiều yếu tố khác nhau để tránh làm ảnh hưởng đến các tuyển thủ. Thế nhưng, KT lại bắt các tuyển thủ của mình phục vụ bàn 3 tiếng 30 phút trong sự kiện này. Điều này không chỉ làm tốn thời gian tập luyện mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên KT. Bởi trong đội tuyển này, Dev từng bị chấn thương nghiêm trọng và sức khỏe bị ảnh hưởng khá nhiều vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm.